lên hàng mọi người ơi. Em này cũng trên dưới 1 kg á mọi người. Cỡ khoảng 800 gram đổ lên đó mọi người. Dính rồi. Xin chào tất cả các khán giả thân yêu của kênh Vlog Văn Lượng. Hôm nay mình đi test cái cần dây trong á mọi người. Cái cần này mình mua để mình đi ra biển mình lua với mình vít. Rồi sẵn là người ta gửi cái máy về đó rồi mình sáng sớm nay mình đi test thử luôn. Giờ này còn mặt trời chưa mọc nữa mọi người. Rồi mời mọi người theo dõi video của mình nha mọi người. Mình không có nháy thật á mọi người. Mình lua bằng nháy hơi nó nhẹ quá. Cái cần quăng không có đi mọi người ơi. Chắc gắn test về đường kiếm coi may mắn được con cá nào không rồi. Mình rút về chiều cái mình đi đem cần kia mình đi lua. Chứ cần này nó quăng nó không được xa. Mà con cái là nó quăng cái nó con mồi nó nhẹ quá rồi nó quăng phải mạnh đó, muốn sủi tay luôn á mọi người. Nó không được đi xa nữa. Gắn chậm chậm rồi có sáng sớm rồi có được em nào không? Có nhớt cá rồi cái mình đi về. Mọi người xem video tiện tay cho mình xin một like nha mọi người. Mày hả mày? À con này bự à mọi người ơi. Nặng dữ à. Lên hàng mọi người ơi. Em này cũng trên dưới 1 kg á mọi người. Cỡ khoảng 800 gram đổ lên đó mọi người. Có nhớt cá à mọi người ơi. Để mình múc nước rồi mình cho nó vô hộp rồi đi về. Quăng nãy giờ muốn sủi tay luôn. Cái cần này quăng nó không được đi. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Chiều nay mình tiếp tục đi lua nữa mọi người.
Giác sáng mình lua được có con một à. Cái cần kia nó quăng nó không đi. Bởi vì con mồi nhái hơi nó nhẹ quá quăng không được. Giờ mình đi đem theo cái cần này à. Mình ghé cái ao này trước. Cái ao này năm ngoái người ta tát á là tám mấy ký cá lóc cá trê mọi người. Cái ao này ao quang. Mà bữa hổm mình lua cả buổi trời nó không ăn. Bây giờ mình lua thử coi coi nó có ăn hay không nha. Tí xíu nữa cái mình đi xuống cái chỗ mình lua hồi sáng nha mọi người. Buổi chiều này 5 giờ rưỡi chiều nó ngược nắng. Nhìn nó hơi bị chói khó coi, mọi người xem thông cảm cho mình nha. Cái ao này sâu lắm cho nên mình lua bằng con mồi sắt nha mọi người. Mồi chìm. Mày hả mày? Trời ơi, con cá lóc ba lớn rồi mọi người. Cá lóc con. Kệ có còn không, con này cũng cỡ trăm ngoài gram. Mình xuống tới điểm câu rồi sáng rồi mọi người. Mình lua cái ao ngoài này trước. Tí xíu nó vô cái ao trong ở trong kia. Còn một cái ao tuốt ở trong kia nó mà lùm bụi quá không dám vô. Ngại sợ gắn gít đồ.
mày hả mày? Ủa vậy? Một em nữa mọi người. Mày tính chạy hả? Cái điểm này ngay cái mặt trời chói ngược á mọi người. Mặt trời gần lặn rồi đó mọi người. Nó chói ngược lại khó nhìn quá. Mọi người xem video thông cảm cho mình nha. Có con dính à. Trời ơi, bà lớn cũng ăn câu nữa. Trăm gram. Thành quả mình đi câu buổi sáng với chiều nay nè mọi người, bốn em, con bự này nãy mình cân thử là 900 g mọi người, con này thì chắc cỡ 300 vùi, hai con này thì nhỏ, bị mùa này cá cũng ít mọi người ơi. Rồi mình kết thúc video tại đây nha mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video ạ.